Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là bản tin sáng ngày 11 tháng 4 năm 2022 và một buổi sáng đầu tuần thời tiết tại thành phố Montreal thì rất là đẹp với nắng ấm. Không biết là quý vị đã mở đầu một ngày thứ hai đầu tuần như thế nào nhưng mà Julie xin chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay thì là một tin liên quan cũng tại tỉnh bang Quebec khi mà người Châu Á À, đã lên án những cái chương trình dạy tiếng Pháp ở đây vì tài liệu gây ra những cái sự phản cảm cũng như là phân biệt chủng tộc. Người Canada gốc Á đang lên án hai chương trình dạy tiếng Pháp ở Quebec sau khi mà tài liệu khóa học có chứa định kiến xúc phạm phân phát cho học sinh. Jimmy Jean là chủ tịch hiệp hội ở Montreal, cho biết ông đã rất sửng sốt khi mà nhìn thấy các trang bài học, một trong số đó đề cập đến khuôn mẫu về ẩm thực châu Á, và trang còn lại là bức tranh biếm hòa về ẩm thực của người châu Á. Thật là điên rồ, điều đó thực sự đáng lo ngại. Tại Eco International de France của University Quebec, viết tắt là UQTR, thì sinh viên được phát một bài giảng có chứa những hình ảnh xúc phạm về ẩm thực của Trung Quốc. Trong văn bản mô tả, một cuộc trò chuyện giữa hai người, một nhân vật được hỏi liệu họ có thích món ăn của Trung Quốc hay không. Một người khác đã trả lời, bạn đang đùa tôi à, tôi không ăn thịt mèo. Ông Chan cho biết, đây là sự không tôn trọng văn hóa của người khác. Và theo UQTR, thì các hình ảnh của tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội và đang được CBC News đưa tin lần đầu tiên. Đây là một trong đoạn trích từ cuộc thảo luận giữa hai nhân vật hư cấu, nơi một trong số họ thể hiện sự hiểu biết lớn về thói quen ẩm thực của các nền văn hóa khác nhau. Họ cho biết nhà trường vẫn đang xóa những cái văn bản khỏi những trang web nơi nó đã được cung cấp cho các học sinh sinh viên. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự khó chịu nào mà ấn phẩm này có thể đã gây ra. Các nhà phê bình cũng đã bị xáo trộn bởi một mô tả khác được đưa ra tại một trường học khác, tại trung tâm Louis Charles, một trung tâm học thực hành của người lớn ở thành phố Quebec. Học sinh đã được phát tài liệu có hình của một người đàn ông châu Á, đội mũ rơm, kèm theo dòng chữ: "Anh ấy có đôi mắt nhỏ" Brian Chen, phó chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc ở Montreal đã nói rằng những mô tả như thế này chỉ thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á vốn đã bùng phát trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Phản ứng ban đầu của chúng tôi là rất sốc và điều này nên được dạy ở trong trường học hay không? Tất nhiên là không. Trung tâm Louis Charles đã không trả lời yêu cầu bình luận trong thời gian tin tức này đã được đăng và ông Chen cho biết Quebec nên thực hiện các biện pháp đặc biệt để có thể dạy những học sinh trung học cũng như là đại học về các văn hóa khác nhau cách họ ăn mặc cách họ ăn uống truyền thống liệu có thể tạo ra những thứ như vậy hay không đó là giải pháp duy nhất để giáo dục mọi người và đối với ông trang thì cần đặc biệt quan tâm đến những hướng dẫn những người giáo viên để dạy cho họ về sự nhạy cảm của văn hóa các nhà giáo dục nên được giáo dục chính họ và thưa quý vị không biết là về tin tức này quý vị có suy nghĩ như thế nào? Quý vị hãy gửi phần bình luận ở bên dưới bản tin chúng tôi xin chân thành cảm ơn cũng như là ghi nhận những đóng góp của quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo là một tin tức có lẽ là sẽ rất là vui cho những ai mà có kế hoạch đi du lịch vào mùa hè sắp tới. Hãng hàng không độc quyền giá rẻ ở Canada sắp ra mắt, đã ra mắt thưa quý vị. Quyền độc quyền về du lịch hàng không ở Canada cuối cùng cũng đang được mở rộng, với một số hãng hàng không giá rẻ đã gia nhập thị trường gần đây và một số doanh nghiệp thu lớn về đánh dấu sự ra mắt của họ. Một trong những hãng mới này có tên là Lynx Air được thiết lập để trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các hãng hàng không như là Swift, Flair hay là Porter hoạt động bên ngoài Calgary. Để thu hút khách hàng mới, thì hãng Lynx Air đã có một vài đợt bán hàng và đợt mới nhất được công bố vào ngày 10 tháng 4 là lớn nhất từ trước đến nay khi mà giá vé máy bay giảm tới 70% so với giá vé cơ bản. Và để có được một chuyến đi trên cùng một hàng chục chiếc Boeing 737 hoàn toàn mới của hãng hàng không giá rẻ này, hành khách phải sử dụng mã khuyến mãi đó là Link Launch. Theo các bài đăng trên mạng xã hội từ thương hiệu hôm thứ Năm tuần trước, và để bắt đầu, Lynx hứa hẹn giá vé siêu thấp rẻ tới 69 đô la một chiều giữa Hamilton và Halifax và 59 đô la giữa Calgary và Winnipeg. Cho đến nay thì từ Toronto, người ta vẫn có thể đặt vé để đến Calgary, Edmonton, Halifax hay là St. John's, Vancouver và Winnipeg. Và nếu như bạn đã sẵn sàng lái xe một giờ hoặc là lâu hơn để đến sân bay quốc tế Hamilton thì bạn có thể đến Calgary hoặc Halifax, thậm chí là với một cái giá vé rất là rẻ hãng cũng có dịch vụ Kelowa và Victoria với các chuyến du lịch vào đầu tháng 5. Các chuyến máy bay từ Toronto đến Calgary rẻ tới 77,24 đô la và 97,9 đô la trở lại. Với chiếc khấu áp dụng cho giá vé cơ bản vốn đã thấp và thuế, cộng với chi phí thêm vào sự khác biệt. Vancouver thì đắt hơn một chút ở mức là cỡ khoảng 95,50 đô la, trên đường đến đó và 96,90 đô la trên đường về cùng một thời điểm. Mặc dù giá giảm trong tháng 6 xuống còn khoảng 80 đô la khi mà khởi hành và 70 đô la khi mà quay trở lại. Winnipeg là rẻ nhất ở mức 59 đến 80 đô la cho mỗi hướng tùy thuộc vào thời điểm mà bạn chọn chuyến bay. Ngoài ra thì việc mở rộng đường bay cũng như là các chuyến bay thường xuyên thương hiệu này hứa hẹn có thể có được một cái mức giá tốt hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, theo các đánh giá, giống như các hãng hàng không giá vẻ tương tự như trước, uh, bạn sẽ nhận được những gì mà họ mà mình phải trả, tức là không có đồ ăn, không có đồ uống, không có wifi hoặc là các giải trí ở trên chuyến bay Lynx Air. Thì đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận khi mà mua những chiếc vé máy bay giá rẻ. Tuy nhiên thì uh, giá rẻ hiện nay thì dường như là được là một cái tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi mà kinh tế của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng và rất là khó khăn. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã nói rằng COVID-19 khiến cho chúng ta rất mệt mỏi và kiệt sức. Nữ hoàng Elizabeth cho biết COVID-19 đã khiến cho mọi người mệt mỏi và khi bà ấy nói chuyện với các nhân viên y tế, một bệnh nhân cũ về những trải nghiệm của chính người này trong đại dịch khủng khiếp. Nữ hoàng 95 tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng 2 và được mô tả tuy là có các triệu chứng nhẹ giống như là cảm lạnh. Nữ hoàng, người bảo trợ cho bệnh viện Hoàng gia London đã nói chuyện trong một cuộc gọi điện video với các nhân viên dịch vụ y tế quốc gia tại bệnh viện, những người đã giúp xây dựng và vận hành hơn một đơn vị 155 giường để có thể đối phó với tình trạng bệnh nhân cần được giúp đỡ. Nữ hoàng hỏi bệnh nhân đã đối phó như thế nào khi không được gặp người nhà, đó rõ ràng là một trải nghiệm rất đáng sợ. Nữ hoàng Elizabeth, người sẽ bước sang tuổi 96 vào cuối tháng này, đã cắt giảm các hoạt động tham gia kể từ khi nhập viện vào một đêm tháng 10 năm ngoái vì một căn bệnh không xác định thưa quý vị. Tiếp theo là những tin tức liên quan đến thế giới khi mà ông Elon Musk từ chối tham gia hội đồng quản trị Twitter. Tỷ phú Elon Musk được xác nhận đã từ chối lời đề nghị tham gia hội đồng quản trị của Twitter dù ông đã trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất và vào tuần trước ông đã thu về 1,1 tỷ đô la. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4 trên tài khoản cá nhân CEO Twitter, Bara Agarwa đã cho biết sẽ gửi lời đề nghị đến Elon Musk nhưng mà tỷ phú công nghệ giàu nhất này đã từ chối. Trước đó ông đã đầu tư vào Twitter với 9,1% cổ phần. Musk sẽ không là thành viên hội đồng quản trị. CEO của Twitter đã cho biết, "Tôi tin quyết định này là tốt nhất. Chúng tôi đã và sẽ luôn coi trọng ý kiến đóng góp từ các cổ đông, dù họ có thuộc hội đồng quản trị hay là không. Musk là cổ đông lớn nhất của Twitter và chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của ông ấy." Sau khi mà Arawa đã đăng thông tin trên Twitter thì Musk đã chia sẻ lại kèm theo biểu tượng cảm xúc bịt miệng. Theo Guardian thì hành động của Elon Musk là điều bất ngờ. Trước đó, sau khi xác nhận là cổ đông lớn nhất của Twitter, tỷ phú này liên tục đưa ra các đề xuất để có thể cải tiến mạng xã hội này, như là dùng Dogecoin để thanh toán dịch vụ trả phí Twitter Blue hay là khảo sát về vấn đề chỉnh sửa tweet. Ông cũng hứa hẹn tạo ra những thay đổi đáng kể cho Twitter vào những tháng tới. Việc mà Elon Musk liên tục đưa ra các đề xuất đã khiến cho nhiều nhân viên Twitter lo lắng, một số cho rằng Ông có thể có một tác động lớn đến các chính sách của công ty trong tương lai, nhất là nội dung mang tính làm dụng và có hại, từ đó có thể làm suy yếu nỗ lực nhiều năm qua của Twitter trong việc trở thành một nền tảng mạng xã hội lành mạnh. Và trước những lo ngại đó, người phát ngôn của Twitter là Jamaro đã khẳng định các chính sách của chúng tôi không được quyết định bởi hội đồng quản trị hoặc là cổ đông. Quay trở lại với vấn đề tại Canada thưa quý vị, tiếp tục vấn đề địa ốc khi mà những người trẻ Canada đều lựa chọn không mua nhà. Lần đầu tiên chứng kiến sự tình vượng đã suy giảm kể từ khi đại dịch bùng phát hơn 2 năm qua. Dữ liệu gần đây từ cơ quan thống kê Canada cho thấy các gia đình trẻ nhất ở Canada lần đầu tiên chứng kiến sự giàu có của họ suy giảm kể từ khi mà đại dịch bùng phát, họ không muốn mua nhà và là giảm đi tài sản tài chính của mình. Báo cáo cho thấy mức độ giàu có trung bình của nhóm trẻ tuổi nhất, trong đó người có thu nhập chính dưới 35 tuổi đã giảm 1,4% trong quý 4 năm 2021. Trong khi đó, những người từ 35 tuổi trở lên có thu nhập cao nhất trong các gia đình tăng trung bình là 0,8% tài sản của họ, với các gia đình ở mức độ giàu có thấp nhất cũng tăng giá trị tài sản ròng trung bình của họ với mức độ nhanh hơn những người giàu có nhất. Nợ thế chấp nợ không thế chấp và tài sản tài chính lần lượt đóng góp là 3,7% và 0,8% vào giá trị tài sản ròng của các gia đình có mức độ giàu có thấp nhất, trong khi bất động sản và hàng tiêu dùng đã giảm 4% và 0,7%. Giá trị bất động sản ít thay đổi trong quý 4 năm 2024 đối với những nhóm tuổi trẻ nhất mà theo khảo sát của Canada cho biết là do những người Canada trẻ tuổi không có ý định mua nhà. Nhóm này cũng đã giảm được 2,8% nợ trung bình, nhiều hơn bất kỳ một nhóm nào khác. Tuy nhiên, giá trị của các tài sản chính không dành cho lương hưu của họ, bao gồm tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư khác đã giảm 3,3%. Trong khi đó, giá nhà thì ngày càng một tăng lên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này đã khiến cho những người trẻ gần như là hoàn toàn từ bỏ ý định mua nhà của mình vào thời điểm hiện tại. Và thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức thế giới nổi bật được quan tâm trong ngày hôm nay. Và mở đầu là tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ vấn đề lớn nhất cản trở ông tái tranh cử vào năm 2024. Cựu Tổng thống Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Washington Post vào ngày 7 tháng 4 đã thừa nhận rằng sức khỏe kém có thể ngăn cản ông tham gia tái tranh cử vào tòa bạch ốc trong thời kỳ bầu cử là năm 2024 sắp tới. Quý vị luôn phải nói về sức khỏe. Quý vị trông có vẻ đang khỏe mạnh, nhưng ngày mai quý vị có thể nhận được thư từ bác sĩ và nói rằng hãy đến gặp ông ta. Khi bác sĩ sử dụng từ gặp lại thì đó là tin xấu. Ông Trump đã nói cho đến nay thì ông vẫn chưa chính thức loan báo về việc tham gia tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, nhưng thời gian qua ông đã nhiều lần nói bóng gió về việc này. Cựu tổng thống đã nói thêm với tờ Washington Post rằng, tôi không muốn bình luận về vấn đề tái tranh cử, nhưng tôi nghĩ nhiều người sẽ rất hạnh phúc với quyết định của tôi. Ông Trump cũng khẳng định hiện ông vẫn đang rất khỏe mạnh, tuy nhiên trước đây, tổng thống Mỹ thứ 45 đã nhiều lần bị chư chích về thể trạng bản thân. Vào tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã nói ông Trump mắc bệnh béo phì. Điều này thúc đẩy hàng loạt các bài báo đồn đoán trên truyền thông về tính xác thực của tuyên bố. Tiếp theo, ví dụ như là dân biểu Ronnie Jackson, đảng Cộng hòa bang Thế xác, cựu bác sĩ tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump vào năm 2018 đã nói về sức khỏe của cựu tổng thống như sau. Tôi đã nói với tổng thống rằng nếu ông đã có chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe trong hơn 20 năm, thì ông đã có thể sống được 200 tuổi. Ông Trump được biết đến là người rất thích đồ ăn nhanh. Dẫn chứng về sở thích này của ông Trump thì tờ Guardian đã đưa tin vào tháng 2 năm 2019, Tổng thống Trump đã chọn nhiều đồ ăn nhanh khi mà tiếp đội bóng bầu dục tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp họ vô địch giải đấu quốc gia. Do khi đó, chính phủ Mỹ đang rơi vào tình trạng đóng cửa kỹ thuật và đa số nhân viên nhà bếp của Tòa Bạch Ốc đang phải nghỉ phép nên ông Trump đã lựa chọn giải pháp thay thế là mua rất nhiều bánh hamburger từ nhiều chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh để phục vụ cho sự kiện này. Sự kiện ủng hộ Ukraine gây quỹ được 11 tỷ đô la Sự kiện ủng hộ Ukraine Stand Up For Ukraine đã gây quỹ được 11 tỷ đô la và số tiền thu được kể từ chiến dịch này được cam kết dùng để hỗ trợ cho những người tị nạn ở đây. Theo thông tin từ Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã thông báo vào ngày 9 tháng 4 rằng cuộc vận động gây quỹ ủng hộ Ukraine và sự kiện nhạc hội đã thu được hơn 11 tỷ đô la cho những người tị nạn. Ngoài 9,9 tỷ đô la mà các nhà lãnh đạo châu Âu và những người ủng hộ đã cam kết, thì Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đã hứa hẹn 1,1 tỷ đô la. Được tổ chức bởi bà von der Leyen, Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng Canada là Justin Trudeau và tổ chức phi chính phủ công dân toàn cầu phát trực tuyến sự kiện thứ bảy bao gồm hàng chục màn trình diễn âm nhạc ủng hộ cho những người Ukraine di cư tạm thời. Các nghệ sĩ đã tham gia vào chương trình này, ví dụ như là Miley Cyrus, Madonna và cả Celine Dion. Khoảng 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa của họ kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Trong đó có 6,5 triệu người phải di tản trong nước và 3,5 triệu người đã rời khỏi nước, 2 triệu người trong số đó được cho là trẻ em. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã kêu gọi trong một video rằng những nhạc sĩ, diễn viên, vận động viên, doanh nhân, chính trị gia, tất cả những ai muốn tham gia vào phong trào này và ủng hộ Ukraine hãy tham gia. Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn đến người tổ chức và nói rằng Lòng quả cảm của người dân Ukraine đã hợp nhất với toàn bộ thế giới dân chủ, trước khi lặp lại yêu cầu quen thuộc về các biện pháp trừng phạt nhiều hơn nữa đối với ngân hàng và công ty dầu mỏ của Nga. Hãy tham gia cùng chúng tôi, tham gia vì chiến thắng của nhân loại, ông Zelensky đã nói. Các khoản tiền quyên góp được cho là dành để hỗ trợ nhân đạo như là chi trả các dịch vụ y tế khẩn cấp và cung cấp nơi ở, nước và thực phẩm. Vào tháng trước, thì Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã khởi động một chương trình đặc biệt dành cho những người Ukraine muốn đến Canada với các yêu cầu về thị thực và đi lại được sắp xếp hợp lý, giảm chi phí, hỗ trợ tài chính và đi lại cùng với các hỗ trợ khác và hơn 30.000 người đã được chấp thuận theo chương trình tị nạn đến Canada. Chiến dịch ủng hộ Ukraine được phát động từ ngày 25 tháng 3 và đã đạt đỉnh cao vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 trong một đại hội mạng xã hội. Trong đó, những người ủng hộ được yêu cầu làm và đăng video giải thích vì sao họ ủng hộ Ukraine. Và theo bà Lê Giang, trẻ em Ukraine trở thành những người tị nạn gần như từng giây một kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2. Tạp chí Cây Ghép Hoa Kỳ đang nghiên cứu về nạn giết tù nhân để lấy nội tạng tại Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 2022 vừa qua, tạp chí Cây Ghép Hoa Kỳ đã đăng tải một nghiên cứu về nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân ở Trung Quốc với tiêu đề Hành quyết dưới hình thức lấy nội tạng, vi phạm nguyên tắc hiến tạng của người chết tại Trung Quốc. Tạp chí Cây Ghép Hoa Kỳ là tạp chí y khoa hàng tháng của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Cây Ghép ở Hoa Kỳ và Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ. Hai hiệp hội cấy ghép lớn nhất của Hoa Kỳ với số lượng các chuyên gia phẫu thuật cấy ghép nội tạng tham gia lần lượt là 1.900 và 4.000 người. Các nghiên cứu do tạp chí cấy ghép Hoa Kỳ đăng tải đều là các nghiên cứu đã được bình duyệt. Hai tác giả của nghiên cứu là ông Matthew Robertson từ Đại học Quốc gia Australia và ông Jacob Lavi từ Trung tâm Y tế Siba Đại học Tel Aviv đã viết. Trong những trường hợp này, mổ lấy tim trong quá trình lấy nội tạng chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người hiến tạng. Vì những người hiến tạng này chỉ có thể là tù nhân. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng các bác sĩ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tham gia vào việc hành quyết bằng cách thu hoạch nội tạng. Đề cập đến việc hiến nội tạng để phục vụ cho việc cấy ghép thì hai tác giả nhắc lại quy tắc hiến tạng từ người chết như một lần ranh đạo đức không được vượt phép vượt qua. Quy tắc này quy định không được thực hiện việc lấy nội tạng cho đến khi mà người hiến tặng được chính thức tuyên bố đã chết. Đồng thời, việc lấy nội tạng không được gây ra cái chết cho người hiến tặng. Căn cứ vào 2.838 báo cáo từ cơ sở dữ liệu gồm có 124.770 ấn phẩm về cái ghép bằng tiếng Trung. Hai tác giả đã tiến hành phân tích nội tạng các báo cáo ở trên máy tính để có thể đánh giá pháp y. Nghiên cứu cho hay, thuật toán của chúng tôi tìm kiếm bằng chứng về những tuyên bố khả năng nghi ngờ về những trường hợp chết não trong quá trình lấy nội tạng. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng trong 71 báo cáo chứng tỏ rằng tình trạng chết não chưa được công bố đầy đủ. Từ những báo cáo này thì chúng tôi đã đi đến kết luận đã xảy ra những vi phạm về quy tắc hiến tạng của người chết. Vì người hiến tặng không bị chết não trước khi xảy ra việc lấy nội tạng, nên tuyên bố về tình trạng chết não là không hợp lý về mặt y khoa. Từ đó cho thấy, đối với những trường hợp này, cá chết là do bác sĩ phẫu thuật lấy tạng gây ra. Các tài liệu y tế từ năm 1980 đến năm 2015 cũng cho thấy, Trung Quốc là quốc gia ghép nội tạng lớn thứ hai trên thế giới, tính theo số ca cấy ghép nhưng các nhà nghiên cứu nhân quyền nhận thấy con số cấy ghép nội tạng thực tế ở Trung Quốc còn cao hơn nhiều. Các tác giả đã viết, các bệnh viện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không ngừng quảng cáo rằng thời gian chờ để cấy ghép chỉ là hàng tuần, trong khi thời gian chờ đợi ở Hoa Kỳ được tính bằng tháng và bằng năm. Các quảng cáo du lịch ghép tạng đã được xuất hiện trên các trang web tiếng Anh, Nga, Ả Rập và các ngôn ngữ khác. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc không có hệ thống hiến tặng tự nguyện và có rất ít người tự nguyện làm điều này. Nghiên cứu chỉ ra rằng theo ba nguồn tin chính thức, trong đó có lãnh đạo đương nhiệm của ngành cấy ghép bây giờ, số người hiến tặng tự nhiên, tức là không phải tù nhân ở Trung Quốc, cộng dồn tính đến năm 2009 chỉ bằng khoảng 0,3% trong số 120.000 nội tạng đã được báo cáo công khai chính thức. Ngoài ra năm 2007 thì lãnh đạo ngành cấy ghép tạng tại Trung Quốc đã viết rằng 95% các ca cấy ghép tạng là lấy nội tạng từ các tử tù, từ các tù nhân. Khi phân tích tổng hợp các bằng chứng này, có thể suy luận logic rằng hầu hết tất cả các nội tạng trong các ca cấy ghép là tài liệu mà chúng tôi xem hẳn đều phải lấy từ tù nhân. Giả thuyết này, số đó gồm cả tử tù và tù nhân lương tâm. Để tìm lời giải thích thì các tác giả đã đặc biệt phân tích tình trạng cấy ghép tim và phổi, vì việc lấy tim và phổi thường có nhiều dữ liệu liên quan đến các xét nghiệm tình trạng của bệnh nhân và báo cáo này đã viết 71 báo cáo từ Trung Quốc mà chúng tôi xác định gần như chắc chắn đều có vi phạm đạo đức hiến tạng, vì trong mỗi trường hợp như đã đề cập ở bên trên thì các cuộc phẫu thuật không khai báo việc xác định tình trạng chết não hợp lý mà một khâu quan trọng trong đó đó là kiểm tra tình trạng ngừng thở từ đó dẫn đến việc bệnh nhân cần đặt nội khí quản và thở máy trong trường hợp sử dụng mặt nạ thay vì đặt nội quản khí hoặc là phẫu thuật mở khí quản nhanh ngay sau khi đặt nội khí quản hoặc là đặt nội khí quản sau khi rạch xương ức khi bác sĩ phẫu thuật kiểm tra tim đang cập nhật thì việc mà thiếu khâu xác định tình trạng chết não trước khi tiến hành lấy tạng còn rõ ràng hơn. Trả lời phỏng vấn với tờ Australia Financial Review, thì tác giả Matthew Robinson đã trả lời chúng tôi nhận thấy rằng các bác sĩ đã trở thành đào phủ hành quyết thay cho chính quyền, mà cách hành quyết đó là mổ lấy tim. Có nhiều báo cáo việc đáng tin cậy và liên tục về việc Trung Quốc giết hại tù nhân Pháp Luân Công và các tù nhân chính trị khác để lấy nội tạng, theo những thông tin của tờ National Review Bình luận và Nghiên cứu đã cho biết. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trong thứ hai đầu tuần của bản tin Tin Người Việt Canada. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Xin chân thành cảm ơn quý vị.